Chào các bạn, giờ này là đang 8 giờ tối. Chào mọi người. Và Đoàn đã ra đến đến nhà ba Tân Phong. Nhà ba Tân Phong của Phan Thiết. Mọi người đang nghỉ giải lao chút xíu trước khi tiến vào Phan Thiết để chúng ta thưởng thức cái món cháo hàu. Mọi người rất là nhộn nhịp. Và đây là một cái nhóm khác. Đang các bạn đang tâm sự cái gì đấy? Cơm gà hương ngát. Nhìn nó thấy là ngon rồi không? Các bạn nhìn thấy rất là ngon. Sau là em làm cái áo đồng phục công ty. Cái này là cặp video marketing. Cặp này là xe điện gì? Xe điện Smile. Còn em là Quang, cổng sắt biệt thự. Cổng sắt biệt thự. Cái rút nhà lá bơ này. Đây là rút nhà lá. Mình review cho các bạn chút xíu vậy thôi. Sẽ review sau ha. Bye bye.